Ngày hôm nay thì Thanh Tâm Audio tiếp tục về thêm một bộ dàn mini để các bác có thể khai thác cũng như là chơi nhạc ở trong không gian khoảng 30 đến 35 mét vuông. Và đây là một trong những cái bộ dàn mini mà em đánh giá, đó là cái hệ thống này nó gần như là một trong những cái hệ thống hoàn hảo nhất mà được bình phẩm là một bộ dàn quốc dân. Tại sao lại nói nó về cái độ hoàn hảo cũng như là bộ dàn quốc dân? Tại vì là đối với cái nhu cầu nghe của người Việt Nam thì chúng ta sẽ, theo cái nhận định của Thanh Tâm, hiện tại ở trên thị trường, đối với những khách hàng đã chơi lâu năm có kinh nghiệm thì các bác sẽ đi thẳng vào cái nguồn phát số hoặc nguồn phát analog từ đĩa CD, đĩa than hoặc đĩa MD. Tuy nhiên, đối với những khách hàng là những khách hàng chơi nhạc không chuyên và nghe nhiều thể loại, cũng như là những người trẻ mới tiếp cận vào cái hệ thống dàn ấy, thì cái điểm quan tâm nhất của những cái khách hàng đó là cái kết nối không dây, và một cái nhu cầu nữa đó là cái nguồn phát từ Smart TV nó phải đáp ứng. Và cái bộ sản phẩm ngày hôm nay em nhắc tới cũng như là quay video cho các bạn ở đây là bộ Panasonic PMX90. Đây là một trong những cái hệ thống mà em đánh giá rằng nó là hệ thống thành công nhất của thương hiệu Panasonic ở thị trường Việt Nam. Tất nhiên là ở trên phiên bản PMX90 thì chúng ta cũng đã có những phiên bản như là 100 hoặc 150, tuy nhiên nó vẫn chưa thực sự phù hợp với nhu cầu của người Việt. Bây giờ đã ra tới những cái phiên bản như là PMX900, tuy nhiên thì cái mức giá của những cái phiên bản đó nó rất là cao ở thị trường ở thời điểm hiện tại so với cái mặt bằng chung những sản phẩm cũ. Vì thế Thanh Tâm Audio cũng đang là cân nhắc cũng như đắn đo để xem có nên đưa về và trải nghiệm cho các bác ở trên kênh một bộ sản phẩm hay không. Thì cái câu chuyện này thì em sẽ tìm hiểu thêm. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào phiên bản PMX90, một trong những phiên bản toàn diện nhất ở trên cái nhu cầu của người Việt Nam. Cái không gian chơi nhạc mà PMX90 có thể đảm nhiệm nó rơi vào khoảng 30 đến 35 mét vuông, một trong những cái không gian mà gần như các bộ dàn mini nhìn thấy là đã nhăn nhó rồi, gần như là không chơi tốt được, không chơi đầy đặn âm thanh được. Tuy nhiên bộ này thì sẽ đáp ứng được do cái cấu trúc của loa sẽ là 3 đường tiếng, bass đường kính 14cm, gân cao su bass cực khỏe, trung âm đường kính 2cm và chép đường kính 1cm. Và mỗi một vế loa như thế này chúng ta sẽ có cái công suất phát ra là 60W một kênh, cho hai kênh là tổng 120W. Ở phía giữa thì chúng ta sẽ có một chiếc ampli, một ampli thì sẽ là ampli receiver với tất cả các kết nối ở bên trong, bao gồm như là CD, USB, Bluetooth, giải mã TV, máy tính cũng như đường aux in. Và khi các bác nhìn thấy một hệ thống dàn âm thanh thì đối với những khách hàng trẻ thì gần như sẽ không thích. Ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ có cái tầm giá là 10 triệu thì các bạn trẻ sẽ đầu tư cho mình một cái dòng loa Bluetooth hoặc loa di động với cái ampli tích hợp luôn. Tuy nhiên với những người trung tuổi hoặc những người chơi nhạc chuyên sâu thì cái phần ampli nó nên được tách rời ra để cái phần loa công suất được đảm nhiệm riêng, thì chắc chắn nó sẽ chất âm sẽ hay hơn. Cái nhược điểm duy nhất của những hệ thống này so với những hệ thống loa mini di động đó là không mang đi lại được, không có thể cơ động được chơi trong mọi cái điều kiện mà chỉ đặt cố định ở trong các phòng của chúng ta thôi. PMX90 ngày hôm nay về hàng thì em đánh giá là khoảng 98% có khiển zin, mức giá của máy là 9 triệu các bác nhá, 9 triệu. Duy nhất một nhược điểm ở trên cái bộ sản phẩm này về hình thức đó là một cái vết xước lông mèo ở cái phần nhôm trên đây, các bác có thể nhìn thấy. Còn tất cả đều hoàn hảo, thậm chí có cả hộp các bác nhá, thậm chí còn có cả hộp mặt lưng đây. Phía sau của máy thì chúng ta sẽ có cái năm sản xuất là 2019, nguồn điện 100V. Phía sau chúng ta có đường quang học, đường PC in, đường AUX in, đầy đủ hết. Và cái con máy này cũng có hỗ trợ Bluetooth cũng như là USB thì sẽ chơi được DSD 5.6. Nói chung là đầy đủ tất cả mọi tính năng cho một cái nhu cầu của người Việt Nam. Các bác có thể chơi từ điện thoại, chơi nhạc từ CD, chơi nhạc từ USB hoặc chơi nhạc từ giải mã TV, đầy đủ hết. Bộ PMX90 ngày hôm nay về hàng đẹp xuất sắc với đầy đủ khiển zin, thậm chí nó có cả thùng xốp với mức giá là 9 triệu. Bạn nào quan tâm tới bộ sản phẩm này có thể liên hệ tới một trong hai đầu số hotline của Thanh Tâm. Tôi nhằm ngày đi sắp tới nên tôi
duyên chẳng nên đôi, ngọn buồn đâu phải do tôi, nỡ sao người hỡi. Đường phố mưa bay bay trong đầu, cả nhà ta vội chưa đến sâu, nhớ chiều mưa đổ mưa ngâu, đường khuya hun hút ngõ sâu, mình ba bốn đứa tâm sự đến thâu. Thư viết còn nhiều nhưng thôi, ngày gặp nhau sẽ nói thêm tâm sự còn dài. Chẳng lên cao sẽ ta, tình bạn vẫn bao la như rừng cây thêm lá. Bạn hỡi lời thành xin chúc cho bạn vẫn bao la như rừng cây thêm lá. Bạn hỡi lời thành xin chúc cho anh đường mây nhiều mây giữ yên lại, thư nghiêng giấy mọc mừng xanh gói cả chân. Các bạn quan tâm tới PMX90 có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.